cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà rằng: Xin thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lại người mà nói: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại: Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó con gái bà đã được lành. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúng ta ôn lại địa lý một chút. Hai cái miền Tyro và Sidon nó nằm phía bắc của xứ Galilea, tức là cái cực bắc của, nó là thuộc, không còn thuộc là lãnh thổ của người Do Thái nữa. Và nơi đó là nơi của dân ngoại sống. Do đó Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon là Chúa Giêsu tránh sau những cuộc tranh luận trước những cái đoạn từ câu chương 15 câu 1 đến câu 20 là Chúa Giêsu tranh luận với những người biệt phái và luật sĩ rất là gay gắt. Do đó mà họ bàn với nhau, họ tìm cách giết Chúa. Do đó mà Chúa mới lui về miền Tyro và Sidon, tức là miền mà không còn người Do Thái nữa, để tránh những người biệt phái và luật sĩ. Chính vì vậy mà mới gặp cái bà quê ở Canaan. Không biết là bà bằng cách nào đó, chắc nghe đồn thổi tại Chúa Giêsu nổi tiếng lắm từ Galilê bên trên ấy cũng không bao xa, do đó mà tiếng đồn của Ngài ngay đất Do Thái nhưng mà đồn lên tới trên cái vùng mà của dân ngoại. Do đó mà khi mà nghe, chắc là nghe Chúa Giêsu với các môn đệ đi, đang đi ở trong cái miền của mình, thì bà ấy đến mà kêu lên cùng Ngài rằng, chúng ta để ý, lần đầu tiên bà kêu như thế này: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Bà ấy xin cho con gái mà bà lại nói là xin thương xót tôi. Và bà, khi mà bà nói lại Ngài là con vua David, đó là cái danh xưng của đấng thiên sai, đấng Messiah, đấng sẽ đến lên kế vị ngai vàng của vua David. Đó là một cái đấng mà có quyền lực con người thôi, chuẩn lực cần thế. Và bà coi cái việc con gái của bà bị quỷ ám khốn cực lắm là cái nỗi đau của bà ấy, nên bà van xin Chúa: xin thương xót tôi. Con của bà cũng như chính bà, nỗi đau của con bà cũng là nỗi đau của bà, nên bà xin cái người mà sẽ kế vị vua David là đấng có quyền phép sẽ chữa cho con của bà. Tại vì bà đã nghe là Chúa Giêsu chữa rất là nhiều người bị quỷ ám. Chúa Giêsu không đáp lại một lời nào.
Thánh Phúc Phúc âm của Matthew không nói là bà kêu bao nhiêu lần, nhưng mà chắc bà cứ đi theo bà nài nỉ hoài, cho đến độ mà các môn đệ sốt cả ruột lên mới nói xin thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta kêu mãi. Tức là thôi bố thí cho bà đi, bà xin gì thầy làm cho bà đi, rồi để bà đừng quấy rầy chúng ta nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu không trả lời bà đã, nhưng mà Chúa Giêsu trả lời các môn đệ: thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Chắc chắn là khi Chúa nói như vậy là bà nghe thấy, bà biết là bà là người ngoại giáo, không xứng đáng thì được Chúa Giêsu nghe mắt đến. Nên Chúa Giêsu, tại vì nghe khi Chúa Giêsu nói thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel, sau đó bà không nản lòng, bà đến lạy người, tức là quỳ xuống lạy. Mới đầu chỉ xin, nhưng bây giờ là lạy, quỳ xuống và thưa lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Bây giờ bà nhìn thấy thần tính của Chúa Giêsu, nên chính vì vậy bà mới quỳ xuống bà lạy. Và Chúa Giêsu đáp như thế nào? Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Có nghĩa là những cái hồng ân chỉ được dân, tại vì Chúa Giêsu được sai đến để cứu vớt những chiên lạc nhà Israel, do đó mà họ là con cái trong nhà. Những hồng ân là những bánh, những của ăn, quả về vật chất cũng như tinh thần, đó là những hồng ân mà chỉ người Do Thái được hưởng. Nhưng bà cũng không chịu thua, bà nói: vâng lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Ý bà muốn nói với Chúa thì là: thì thôi, nó không, chó con nó không được ăn, những con nó không được ăn bánh ở trên bàn của chủ, nhưng mà những mảnh vụn ở trên bàn rơi xuống thì nó cũng được quyền hưởng chứ. Và bà, đức tin của bà đã được đáp lại. Nên Chúa Giêsu nói: này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Bà đi từ tình yêu, bà thương con hết mực, nỗi đau của con cũng là nỗi đau của mẹ. Bà xin giúp bà, có nghĩa là chữa cho con của bà lành, thì bà nó hết đau thì bà cũng hết đau. Bà đi từ tình yêu của nhân loại đến niềm tin vào đấng có quyền phép làm cho tất cả những gì bà yêu cầu. Bà tin, bà vững tin là nếu mà mình cứ năn nỉ mãi thì chắc chắn sẽ được. Đức tin của người đàn bà Canaan làm tôi cũng như có thể quý ông bà cũng xấu hổ. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ thì là chúng ta xin hoài mà Chúa chẳng cho gì cả, nên chúng ta không còn tin được nữa, nản lòng quá, có bị mất đức tin vì xin hoài không được. Tôi nghe nói những người mà tới chỗ cha biểu diệp xin ơn đó, thường là người Công giáo không được ơn, mà các người ngoại giáo thì được ơn.
Chúng ta tới xin Chúa là chúng ta cứ nghĩ là đương nhiên chúng ta là con cái trong nhà, là chúng ta được quyền hưởng những hồng ân, ơn lành của Chúa cho chúng ta. Còn những người ngoại giáo thì họ không dám đương nhiên như vậy. Họ thì xin chút cơm thừa canh cạn từ bàn ăn rơi xuống thôi. Chính vì vậy mà họ được ơn. Nên hãy coi chừng, nhiều khi chúng ta lên thiên đàng chúng ta không gặp nhau đâu, mà chúng ta gặp toàn những người lạ, những người ngoại giáo. Ta rất là nhiều người ngoại giáo sống tốt lành hơn chúng ta. Nên xin Chúa qua gương của bà, người đàn bà xứ Canaan, giúp chúng ta biết vững tin vào Chúa. Và luôn luôn chúng ta tới để thờ lại Chúa, quỳ gối xuống. Đó là cái hành động của việc cầu nguyện. Chúng ta hãy thờ lại Chúa, rồi chúng ta hãy nói những nhu cầu của chúng ta. Chứ đừng đến với Chúa là xin ngay. Là như là cái ơn lành có sẵn như vậy, chúng ta chỉ được xin là đương nhiên phải được. Hãy tôn thờ Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa. Tiên vàng hãy tìm nước Thiên Chúa, rồi mọi sự sẽ ban cho các con.